cho TTO mà CCU có đảm đạt đến 60.000 đó là một cái năng lực rất là cao. Cho nên sau này khi mình đi ra ngoài, mình gặp khách hàng hay là mình gặp ai đó hỏi à công ty mày, đếp của mày hay là những anh là thành viên của mày là gì, mình làm tốt đếp mà mình phải có những người thật sự là hiểu rõ và giỏi về kỹ thuật thì mới mình mới cái tự hào để mình nói chuyện. Cái đó là để tăng thêm cái tính là gọi là cái gì nhỉ, không quên rồi. Nói chung là cái tính mà gọi là có thể chém gió thoải mái, mà cái này tao làm được, cái kia tao làm được, cái gì tao cũng làm được. Này mà không tin là đi đếp tao làm những cái sản phẩm cho TTO đáp ứng 60.000 người cùng một lúc, tìm đếp mày làm được không? Nó sẽ là nó thua mình rồi, có nghĩa là mình đã cửa trên ha. Thì cũng cảm ơn là Sơn với lại Việt đã có một bài nói chuyện rất là anh nghe nè, nghe nó hay thôi, nhưng mà chủ yếu là các bạn cố gắng là mình có cái sự tự hào. Nhưng ngay cả anh cũng vậy, anh đi ra ngoài rất là tự hào. Team sale là có mấy người được nhiều ra tiền, team dev tao làm được như thế này tha hồn chém gió, nhưng mà thực sự đó không phải là chém gió mà là năng lực đặc biệt của công ty mình, nhỏ có giỏ vậy thôi. Cảm ơn các bạn. Vâng, cảm ơn phần trình bày rất là cảm động của các bạn team dev. Và sau đây đi cho chương trình là một phần trình bày của ca sĩ Lê Hiếu với một nhạc phẩm. Hello. Hey. Hey yo. Hello. Ok thì lấy nói vui thôi. Vừa rồi á cái team marketing của mình đã đạt được cái cột mốc mà hồi trước đó khi mà đưa ra mình không nghĩ, không bao giờ nghĩ thế nào. Tại vì một cái trang cái cót ngày xưa khi mà mới bắt đầu nó chỉ có khoảng 10.000 người coi một tháng, là bừng là cúng heo anh mình không ai coi hết. Nhưng mà sau đó thì anh Bình mới đưa ra là 1.000.000 visit một tháng, thì mình nghĩ không bao giờ có thể làm được điều đấy. Nhưng mà cũng may thì các bạn trên mình thì tụi mình mới tìm được cái cách là đẩy cho cái traffic này lên mức 1.000.000. Và mình có thể tự hào nói là cái này là cái traffic cao nhất của ngành lập trình hiện nay. Tuy nhiên á, nó chỉ là cái traffic thôi, còn chất lượng thật sự nó vẫn còn một số cái hạn chế, bởi vì do những người làm nội dung này đa phần là marketing, nhưng marketing cũng giống như mình và những bạn công ty mình, thì cái kiến thức của họ sẽ không bao giờ chính xác và có thể gọi là đạt được cái độ gọi là sao như là từ ngữ chuyên môn cho cái dân đếp họ dùng. Thì cũng may là hôm nay là có anh Nhật đã về và hỗ trợ cho mình cái phần nội dung này, thì hy vọng là năm sau đó sẽ là một cái đòn bẩy vật khá mạnh cho TikTok trong tương lai. Rồi, thì nói sơ qua 2017 thì tụi mình cũng đã phát triển được khoảng 10 cái fanpage và những cái kênh mà để đẩy nội dung đi. Thì những cái kênh này nó có tác dụng rất là mạnh trong cái việc đẩy traffic bài viết, cũng như là đẩy các bán vé cho team event. Rồi thậm chí là dùng luôn để lấy data cho team Uber để boost xuống những cái quảng cáo về job. Thì các bạn có nghĩ đi, cứ một user trên fanpage này, có nghĩa là team Uber sẽ có được thêm một cái dữ liệu để đẩy cái target job xuống. Thì mình tính ra là mình hiện nay đang có khoảng là 200.000 cái data này trên mạng. Và nếu mà các bạn so với các đối thủ của mình á, Hooligan hả? Thì nếu mà so với các đối thủ của mình á, thì hiện nay cái số này của mình đã lên tăng gấp 3 lần so với các đối thủ mạnh nhất trong cái ngành IT này hiện nay. Rồi thì vừa rồi năm 2017 bọn mình cũng đưa được rất nhiều partner để kết nối với hệ thống bài viết của mình, ví dụ như là các diễn giả từ Việt Nam Web Summit rồi Việt Nam OBD. Nói chung là những người mà bọn mình làm việc xuyên suốt thời gian qua thì những người rất là uy tín trong ngành thì họ cũng đã sử dụng cái hệ thống platform của mình để chia sẻ nội dung như là bài viết đấy. Rồi thì mục tiêu 2018 á, khi thì có nói á, là được 500.000 cho top dev, thì đó là riêng về cái phần của top dev. Và bọn mình thì lại muốn đẩy thêm cái phần blog của top dev lên tới 1.000.000 cho cái tháng, tức là tổng cộng top dev sẽ có khoảng 1.500.000. Còn về TikTok mình bảo là 5.000.000, nhưng mà mình thấy hơi khó khả thi, hơi không khả thi lắm, bởi vì cái thị trường dev nó
khó lên cái mức 5 triệu. Đó là cái thực tế, cho nên mình nghĩ là 2 triệu một tháng cho cái ổn định nó sẽ một cái kinh khủng mà mình mong muốn đạt được. Rồi, thì cũng là một trong những cái mục tiêu quan trọng nhất năm nay á, thì mình với Như với Khiêm sẽ cố gắng là tăng khoảng 30-40% cái lượng gọi tài trợ cho cái sự kiện sắp tới, bao gồm cả vé nữa. Thì cái vé này là nó cũng đi đôi với những cái kênh mà mình phát triển, rồi mình sẽ tối ưu hóa là thêm một số cái kiến thức về digital marketing như chạy ads như nọ để tăng cái hiệu quả lên. Thật ra trong năm vừa rồi mình với Khiêm cũng đã thí nghiệm rất nhiều cách và cũng tìm ra được một số cái bài bán để giải ra cái cách làm sao để tăng cái số lượng này lên. Rồi, thấy ghi nhiều vậy nhưng thật ra mình chỉ muốn rút gọn là sắp tới mình muốn phát triển cái team bằng một cái duy nhất đó là kiến thức. Thì kiến thức đó là kiến thức về digital marketing và về những cái mà mình tìm hiểu đó là xương máu và bằng tiền ra để đổi lên những cái kiến thức này mình muốn chia sẻ ra hết cho các bạn của mình, để mục đích là muốn hướng tất cả các bạn lên là những cái người project owner, các bạn có thể tự đưa ra quyết định, tự đưa ra được những cái idea của mình, test nó, A/B test thử nó, rồi nó có work hay không. Thì đó là cái mục tiêu mình hướng tới, cho nên là mình thì mình mới đưa ra ba cái phân ngách chính của marketing marketing cho mình sắp tới. Là một cái về content lead là sẽ lo về những cái liên quan tới bài viết, nội dung, content. Rồi marketing partner là sẽ những người lo về cái chuyện gọi tài trợ và liên quan tới những sự kiện demo day hoặc là các hoạt động hợp tác về truyền thông branding cho các kênh của mình. Rồi social media lead thì các bạn biết về các kênh social media của mình. Ngoài ra, có một mục tiêu chính và quan trọng nhất mà muốn làm cho năm nay thì có nghĩa là làm sang thương hiệu là Apple hay Mac, vui là làm sang thương hiệu. Có nghĩa là mình sẽ biến cái top đẹp thành một cái kênh thông tin cung cấp được những cái giá trị nhất cho khách hàng cũng như là cho thành viên. Thì để hiểu rõ hơn cái này thì mình mời anh Nhật một lần nữa để nói về cái này. Alo, anh Linh nói lại lần nữa. Thì đầu tháng 2 thì anh về công ty lại để là có nhiệm vụ khá là quan trọng, đó là sửa ống nước. Anh mới sửa xong cao tớp và nhìn thờ chưa. Thì mọi người dùng thoải mái nha. Bị mấy anh hai tí cái nó báo á. Còn nhiệm vụ của anh á là về công ty là hiện tại là để thứ nhất là tìm kiếm những cái ROH, những cái cách ROH để mình tăng được cái có thể tăng được cái performance của mọi người hoặc là tăng được cái giá trị của sản phẩm của mình, coi như là cải tiến này nọ vân vân. Thì trong đó có một phần nữa là cải tiến về content của top đếp và thách khó. Thì tại vì cái hiện tại anh với Bình đó nhận thấy rằng khách hàng, có những khách hàng mà mình chưa bán được đó, họ rất là tự hào khi dùng sản phẩm của anh Thiên Việt, họ quảng cáo các thứ là. Thì tụi anh mới quyết định là rà soát lại thì thấy là ok, cái brand tốt đến mình cũng đang lên rất là nhiều, nhưng mà mình cần phải làm sang nó đi, có nghĩa là khách hàng khi mà dùng mình thì họ sẽ cảm thấy là tự hào. Thì bên cạnh đó thì mình muốn họ tự hào thì phải sao, phải mình phải có được cái sự gọi là dường như là mình sẽ có những cái nội dung chuyên sâu, những cái nội dung mà trước giờ tech talk hay là top đếp mình vẫn chưa có đạt được cái độ chính mù của nó. Cho nên là anh về anh hỗ trợ cho Hiếu về cái phần content, hỗ trợ về cái phần mà trend những cái bạn sắp tới là có những cái buổi anh trend lại cái phần mà mindset về viết content của blog, những cái nội dung đào sâu để cho cộng đồng đếp cảm thấy là tự hào mà cảm thấy là cái nơi top đếp là cái nơi mà dạng như là nói lên cái nỗi lòng của họ. Rồi bên cạnh đó là Hiếu có những cái content về phỏng vấn những cái chuyên gia, những cái PM, những cái ông CEO, CTO xịn đưa bài lên đi sâu để làm chi, để cho các bạn xem hoặc là over có thể dùng lại cái đó, nói đây là cái benefit của tao nè, rồi tao có thể
mày có thể dùng top đếp để mà đưa cái thương hiệu công ty đến để dễ tuyển hơn, rồi cái nội dung nó sẽ hay hơn này nọ vân 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 vân. Đó là tất cả những cái phần đó là cũng chỉ để mà cho sale với over dễ dàng nói chuyện với khách hàng hơn đó. Thì để mà dễ dàng nói chuyện với khách hàng hơn thì cái thương hiệu của mình phải sang hơn đó. Cho nên là mọi cái thông tin các thứ đi ra đều có, bây giờ có 3-4 lớp chọn lọc lận, cái nào bài nào mà không hay thì anh sẽ xóa ngay, còn bài nào mà chưa hay thì anh sẽ brand lại cho các bạn để các bạn có được cái mindset mà viết content chuyên sâu. Rồi hết vậy thôi. Bây giờ đến bạn Kim cái phần pitch up. Ok, và tới phần cuối cùng của ngày hôm nay thì là phần của team event. Mình sẽ giới thiệu sơ qua về đúng hơn là Meetup là một sản phẩm gọi là khá trẻ của TopDev, và hiện tại mình đang đặt ra một cái lộ trình phát triển khá cao cho Meetup, và mình mới mong muốn là mỗi bạn trong team event sẽ sau này sẽ phát triển được tới một cái mức mình sẽ đề ra trong cái lộ trình này, và mỗi bạn sẽ nắm được một vị trí gọi là quan trọng trong team luôn, chứ không phải hiện tại các bạn đang đứng ở vị trí cái chuyện là mọi người đều làm tất cả mọi nhiệm vụ như nhau, tất cả cùng hoạt động, và mình muốn là mọi người sẽ có một cái chuyên môn riêng, và đây là cục đây là lộ trình phát triển 2018 của team. Thì các bạn thấy là hiện tại cái màu hồng lợt, cái màu hồng lợt là doanh số mình đo được của năm 2017, thì màu vàng là doanh số đã đạt được năm 2018, và màu cam là doanh số mình đề xuất với anh Bình trong năm 2018 này. Nghĩa là mỗi tháng team event sẽ vẫn tăng doanh thu lên thêm 5 triệu, và nó sẽ duy trì cho đến tháng 12. Đây chỉ là cái mức dự kiến, đây chỉ là mức dự kiến, tại vì có những tháng sẽ có những tăng đột biến, như các bạn thấy là tháng 11 năm 2017 doanh thu của event lên tới tầm 244 triệu, trong khi đó những tháng thì nó lại tầm 140, 160, 130, đó là những con số là bán vé bình thường. Và mình đề xuất ra một cái mức tăng trưởng ổn định cho team event, chứ không có nghĩa là sẽ không có nghĩa là tháng này ít, tháng này kia nhiều, cái đặc biệt là tháng 2 vì dính vô Tết nên doanh thu hơi hẻo. Thì những tháng còn lại ngoài trừ Tết thì team sẽ có tháng nào cũng sẽ là tháng sau sẽ hơn tháng trước. Và tổng doanh thu của năm 2017 là 1.440 tỷ, và team event cam kết với mình là doanh thu ít nhất của năm 2018 sẽ là 1.9 tỷ, và doanh thu dự kiến của năm đó là trên 2 tỷ. Với số lượng vé của năm nay đây là 2.000 vé, và số lượng vé của mình là 3.000 vé. Với 4 tháng đầu năm thì doanh thu đây là tính tiền tài trợ không? Doanh thu này không tính tiền tài trợ, không tính tiền các sự kiện làm cho đối tác bên ngoài. Chỉ only vé thôi là 2 tỷ. Ok không? Ông mà thực sự là vậy nè. Với một cái business mà đi bán vé không là mà hàng tỷ đồng mỗi năm là em thuộc dạng là top. Nó trừ những show ca nhạc, xây ca nhạc mời nước ngoài về đó sẽ còn. Rồi với một cái event mà em lập từng cái vé nhỏ về mà bán cho cái loại đối tượng mà thông minh nhất xã hội là cái đám mà developer, cái đám mà kinh khủng, thì đây là một cái sự mà anh thấy là trong tương lai, nghĩa là anh nói với rất là nhiều lần anh làm cái vision nó thành cái business, bởi vì nó phát triển cái môi trường này rồi chịu nó phải quá mạnh luôn để thành cái business riêng đó. Thì anh hơi bất ngờ là dù là cũng thấy thấy hợp lý đó, mà cũng hơi bất ngờ chỉ riêng tiền vé không như đây mà để có một tỷ. Rồi nếu mà cộng lại cộng thêm những cái doanh thu mà từ tài trợ hoặc từ chúng ta trả lại cho mình thì con số của em cũng là hoàn toàn có thể là không ai có thể đạt được. Thì đây số 2 tỷ này chỉ là tiền bán vé nha, tiền bán vé là 2 tỷ. Thì bên cạnh cái số lượng vé và số tiền này thì bắt lại một xíu về mình sẽ nói tiếp đi, mình sẽ nói là sao. Thì 4 tháng đầu năm thì sẽ cam kết là trong 4 tháng đầu năm là từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2018, như là hết tiền năm ở đây, tổng tiền vé của em
mức sàn là mức như bình thường là 150, 155 cộng 160, 165 sẽ là 465 triệu. Mức này không tính gì cả. Để em sẽ cân nhắc cho anh một mức là 800 triệu, 800 triệu trong 4 tháng, và 1 tỷ là một cái mức gọi là mức maximum luôn trong vòng 4 tháng. Thì với 4 tháng và 1 tỷ thì 10 tháng còn lại 2 tỷ, đó là chuyện quá bình thường. Ông mà thực ra là cái chuyện mà em cam kết không phải là cam kết với anh đâu, mà em cam kết với lại toàn bộ công ty, bởi vì hiện tại là team của em đang gánh cũng là còn khá khá chi phí của công ty, cho nên nó là trọng trách của bạn rất là lớn, cho nên là với lại là anh nhận thấy rằng là mọi người cũng biết rồi đó, cái một vài tháng gần đây là không gần như là không hoàn toàn không tham gia gì vào đối với em, nhưng mà họ đã chạy một cách rất là thần kỳ, rất là chủ động. Thì anh hy vọng, nhưng mà sắp tới anh hy vọng là ngoài vị trí công tác, anh nghĩ là bọn em học rất là nhanh, và lần này anh tin tưởng giao toàn bộ mobile day và web smith cho bọn em hoàn toàn tự chạy hết để xem như thế nào ha. Thì ngoài sự việc cam kết cái mức doanh thu đem lại thì em có một cái những cái hoạt động phát triển kỹ năng cho team. Về phần sáng tạo thì team event rất cần sự sáng tạo luôn, nhưng mà các bạn phải lên event liên tục, một tháng các bạn phải lên đến mười mấy event, và lúc nào đồng cũng phải nghĩ là tháng sau event nào, và các bạn so cho các bạn tìm hiểu cái công nghệ và các lĩnh vực đang được cộng đồng quan tâm, thì và tìm kiếm nguồn diễn giả mới có tiếng nói trong cộng đồng và sáng tạo cái mô hình event mới. Thì như trong tháng vừa qua thì team event đã sáng tạo được, nghĩa là sẽ đem về lại được hai mô hình mới, là một mô hình thứ nhất là event lớn với 4 group nhỏ. Thì mô hình này connect được, nghĩa là sẽ thu hút được rất nhiều bạn quan tâm, tại vì mỗi bạn sẽ quan tâm một group nhỏ khác nhau, và điều này sẽ dẫn đến một lượng người tham dự rất là lớn cho event. Mô hình thứ hai là mô hình step by step, mô hình này được anh Bình support. Mô hình này sẽ là một buổi, một khóa học hướng dẫn mọi người làm một cái đấy, nó có ứng dụng thực tiễn luôn. Thì hiện tại đang có hai mô hình step by step đang có hai event step by step đang hoạt động. Event thứ nhất là làm một trang web khởi nghiệp với thương mại điện tử, và cái thứ hai là làm ứng dụng smart home cho IoT. Thì nhắc tới những event của Meetup thì mình cũng mong muốn luôn, nghĩa là đối với các bạn team event, các bạn rất mong muốn gặp được các bạn trong công ty ở những event của team event. Thì hay gì các bạn một buổi tối ok chơi biến đấu thì mình có thể đến thì event, nghĩa là những event này đối với công ty Esser thì sẽ không tốn phí với các bạn, thì các bạn hãy đến những event, tại vì những event của nếu các bạn có theo dõi trên meetup.vn thì những event của thì event không phải thuần là đến không, mà những event của thì event có rất nhiều chủ đề khá thú vị liên quan tới lĩnh vực marketing, liên quan tới marketing như là hiện tại Facebook marketing, digital marketing. À, bên cạnh đó sẽ có những event chuyên sâu hơn mà dành cho những bạn không có kinh nghiệm về dev. Như hiện tại bên mình đang làm là ứng dụng IoT trong smart home. Các bạn có bao giờ nghĩ các bạn sẽ làm được một cái thiết bị IoT gắn ở trong phòng, điều khiển được máy lạnh khi các bạn đang ở công ty không? Nghĩa là những event như vậy sẽ giúp được các bạn làm được tất cả những thứ đó, từ tất cả cần đến ngày đó là học thêm được những kiến thức mới mà không tốn một đồng chi phí nào hết. Xin bổ sung thêm chút xíu là ngay cả cá nhân của mình khi mình tham gia những cái event này mình học được rất là nhiều thứ. Tại vì những cái diễn giả khi mình chia sẻ của team event mời tức là những cái người này là những chuyên gia thật sự, họ đã thực làm trong cái ngành này, ví dụ như marketing, sale hay là cái gì đấy, thì đây là một cơ hội mà không phải lúc nào các bạn cũng có thể thấy được. Tức là nhiều khi chúng ta có tâm lý là đồ công ty thì event cũng làm đi cũng được. Đó nó không phải, đó là một cơ hội thật sự rất là quý mà các bạn nên bắt lấy khi đang ở một công ty. Thì cái kiến thức này nhiều khi nó không có bổ bài ngang thì cũng bổ bài dọc, nó sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều. Sắp tới khi sẽ phát hành một cái thẻ đặc biệt cho tất cả những cái nhân viên của Marketing Sao sẽ được tham gia access vào tất cả những sự kiện để các team dev và team marketing. Thì đó là một cái mà mình nghĩ là cực kỳ quý giá và không phải là ở đâu cũng có. Tại vì bên cạnh những kiến thức mà bên đó mình bên cạnh những kiến thức thì đem lại thì nó sẽ có hiệu quả trong công việc của từng team luôn. Mình là cái gọi là over, các bạn có thể gặp được những CP ngồi ngay tại chính cái căn phòng này. Sale, các bạn có thể gặp đây được những khách hàng đang ngồi tại căn phòng này. Team nào đấy là dev thì các bạn có thể gặp được đồng bọn ở đây.
thì nghĩa là event luôn mong muốn các bạn tham gia được sự kiện của event một cách chân thực nhất. Bên cạnh đó thì event cũng sẽ phát triển khả năng tổ chức của mình bằng cách là tham gia những event cho những công ty khác tổ chức. Thì các thành viên team sẽ được quyền tham gia những sự kiện khác với chi phí không quá cao thì công ty sẽ cover chi phí này, và với mong muốn là đem lại được những kiến thức cũng như là những kết quả đóng góp được cho công việc của team event. Và vẫn team event đang mong muốn là sẽ được vận hành linh hoạt theo từng team để được grow up được cái số lượng sự kiện lên một con số là gấp đôi sự kiện hiện tại. Và cuối cùng là khả năng giao tiếp, thì hiện tại trước giờ việc giao tiếp với diễn giả là có mình anh mình thôi, nhưng hiện tại team event đang cố gắng là sẽ có 1-2 bạn phụ trách việc giao tiếp với diễn giả, là các bạn sẽ phụ trách thường xuyên trò chuyện với diễn giả. Có những diễn giả họ khá là thân thiện, họ rất muốn chia sẻ, kiểu như Khánh Ngọc hôm bữa đi uống trà sữa Trúc Long với là Thanh Tâm bên BTS và kết quả đang đem lại là bên BTS rất muốn hợp tác với lại bên mình để tổ chức một số khóa học về khóa học an toàn. Đó là những thành quả đem lại được khi uống cà phê trà sữa với diễn giả. Bên cạnh đó thì mình có kết nối được các công ty khác để mời là đối tác truyền thông cũng như là đối tác về nội dung và địa điểm. Và cuối cùng là lộ trình phát triển cá nhân của team. Anh làm một xíu. Tức là hiện tại á, thực ra là mình mới được khai thác khoảng 50% cái nguồn lực mình đang có thôi. Anh ví dụ nha, TMS họ là một công ty outsourcing với rất là nhiều dev trên giờ. Và hiện tại mình cũng mới chỉ đang bắt tay ký hợp đồng với họ trong cái việc là hợp tác tổ chức event và họ sẽ cung cấp diễn giả cho mình. Nhưng mà ở Việt Nam mình có hàng trăm công ty như vậy nữa, và mình trong đội sale thì mình đang quản lý hàng trăm khách hàng, và nếu mà mình mà khai phá được trăm khách hàng đấy, hàng trăm khách hàng đấy thì hả là team event là sẽ có một cái nguồn diễn giả vô tận, dùng vô tận luôn. Và anh nghĩ là sắp tới là team event đặc biệt là team nên khai thác triệt để cái nguồn tài nguyên đấy, đấy là nguồn tài nguyên vàng mà không phải công ty nào có được. Dạ thì trong phần tiếp theo thì bên em cũng sẽ nhắc tới đó là một cái vị trí gọi là partner manager bên team. Thì vị trí này ngoài trừ việc giao tiếp diễn giả đối với truyền thông và những đối tác khách hàng nhà chợ khác, thì vị trí này sẽ giao tiếp trực tiếp với lại nội bộ công ty, nghĩa là kết nối giữa hai team là over và sale. Đối với team sale thì bạn này vị trí này sẽ connect, nghĩa là đối với khách hàng team sale thì bạn này sẽ connect là những đơn vị công ty này đang làm món gì, họ đã làm được món gì rồi để lấy được những diễn giả đang làm những vấn đề đấy đem về cho team. Đối với over thì các bạn mong muốn là sẽ những đối với những CV của những bạn dev senior junior có skill good ở đấy, coi đem về coi là connect mời họ làm diễn giả của một sự kiện đó. Và một bên cạnh đó nữa là đối với lại team social thì hiện tại khả năng bắt trend của team event vẫn còn khá chậm, nghĩa là team social sẽ hàng ngày sẽ viết bài và những bài viết của social khá là theo trend. Thì team event vẫn muốn là bắt theo trend được của team social, nghĩa là ok ví dụ như trend hiện tại đây là bắt trend và cái gì đó bắt trend thì team event sẽ đu theo cái đó, đu theo trend để mà làm sự kiện. Thì đó là một phần góp nội dung từ team social. Bên cạnh đó thì có một vị trí là event planner, thì vị trí này sẽ lên nội dung và ý tưởng tới toàn bộ event cũng như là đảm bảo cái việc logistics và tài chính. Và vị trí ticket sale manager thì vị trí này gần như là gọi là sale vé luôn, nghĩa là các bạn này sẽ có toàn quyền là việc lên giá vé cũng như là hiện tại cái gói vé thì do khi mình chị Như quyết định, và bạn này sẽ lên được gói vé khi nào bán gói vé nào là cần thiết và bán có vé cho bao nhiêu người là cần thiết và những đối tượng nào đến có vé nào. Bên cạnh đó là giải quyết cái vấn đề liên quan đến vé, và cuối cùng là hiện tại thì event đang test một mô hình, một vai trò mới đó là tên xem vé. Tại vì thì vé hiện tại của event không chỉ là 190, 290 nữa, và hiện tại đã có những vé lên tới được 590.000 một vé, và có những sẽ có sau này sẽ có những vé hơn. Và đã có những khách hàng mua không phải là một vé, hai vé nữa, mà có những khách hàng mua 10 vé, 20 vé. Thì đó là những đối tượng khách hàng mà team event đang nhắm tới quan tâm, nghĩa là mình cần customer care họ lại, nghĩa là quan tâm nhờ kêu họ mua vé lại. Và team event đang làm mô hình là tên là xe vé, nghĩa là call họ lại là anh ơi giờ này
anh thế nào, anh có khỏe không, anh có muốn tham gia sự kiện không? Đó thì bên cạnh đó, tại vì trước giờ thì em không có cái mô hình hỏi là tại sao mình mất khách này, mình không biết tại sao mình mất, thì họ muốn nhiều vé, họ mua 5 vé, 10 vé, gọi là khách hàng tiềm năng mà bỗng một thời gian họ biến mất, không biết lý do tại sao. Thì cần một bạn tôi xem cô họ để hỏi lý do tại sao không mua vé nữa, sự kiện em dở quay sao hay cần khắc phục gì đó. Thì cái việc này cũng là khắc phục được những cái điểm yếu của event. Bên cạnh đó cũng remind họ là biết đức vẫn còn tồn tại và có những sự kiện tiếp theo. Tại vì cái này là mình một biện pháp bổ sung cho email marketing thôi. Email marketing hiện tại không work thì mình tê sale thôi. Tức là bây giờ nha, lấy số liệu từ bên sale đi. Trung bình mà em gọi khoảng bao nhiêu phút thì được một khách hàng? Mời mua được một khách hàng không? Tùy tê sale, nhưng mà trung bình nếu mà khoảng cái số nào là hợp lý? Hả? 8 phút nhưng mà đối với những cái gói mà nhiều tiền hơn 3 triệu đó thì không phải, không phải ý, không phải số cuộc gọi mà kiểu như là chứ không phải là một khách hàng, một khách hàng nói gì 8 phút đúng rồi, nhưng mà gọi bao nhiêu khách hàng, 10 khách hàng không? 60 khách hàng là thường 60 khách hàng đối với người mới, đối với người mới. Rồi, đấy. Nhưng mà khẳng định với em á là tôi sẽ khỏe em tay dễ hơn. Đúng rồi, là nhiều luôn. Thì tại thì tôi sẽ khỏe có hai dạng. Dạng nhất là khách hàng rời bỏ mình coi lại. Và dạng thứ hai là hiện tại là dạng khắc phục cho thiên đế. Nghĩa là cổng thanh toán của mình lâu lâu bị trục trặc. Và trên CMS thì hiện là bé hủy thanh toán. Mình sẽ làm gì với những cái này, tôi gọi họ. Em và có hàng chục, hàng nghìn, gần chục nghìn những thằng mà đã từng đi mua vé và những thằng đấy rất là ready để đi lại nếu có nội dung phù hợp. Đúng rồi, bên cạnh đó là có những cái case mà họ thanh toán không được á, họ nghĩa là việc mua vé là việc quyết định trong thời điểm tức thì, nó trải qua cảm xúc đó rồi nó sẽ không mua nữa, thì mình phải con lại cho những cái case mà đã bỏ cảm xúc đó rồi. Đó, cái đấy là em sửa lỗi resell những cái ca lỗi thôi, nhưng mà em nên resell luôn những cái ca mà từ trước giờ đã đi đó. Ví dụ như người đấy không có lỗi, nhưng mà tự nhiên thấy trong database cách đây 2-3 tháng mới đi rồi, gọi lại sẽ có một cái nội dung phù hợp nữa thì ngày mai họ thì đó là phần trình bày của team event. Và mong muốn cuối cùng team event là gặp được tất cả các bạn trong công ty, trong sự kiện của team event. Không biết chị Như cần và team rồi, team bày của team event đó là kết thúc. Mình tổng hợp cũng như là có thêm một số cái mới mẻ cho mọi người. Thì trước đây thì trong 2-3 năm vừa qua thì mình thường cũng sẽ có những cái KPI, cũng có vinh danh, cũng có những cái hoạt động mà mình cho thưởng cuối năm, nhưng mà nó không có quá rõ ràng, nó không có quá đem theo bản thân mình đó. Thì đối với các bạn trẻ cũng như là các bạn đang trên đà xây dựng sự nghiệp của mình thì các bạn sẽ cảm thấy là nó không đủ động lực cũng như là không có nhiều cái hướng phát triển. Thì bắt đầu từ năm nay thì các lead cũng như là ban quản trị công ty sẽ cố gắng rất là nhiều để xây dựng văn hóa cũng như là đem đến cho mọi người nhiều cái cơ hội hơn, nhiều cái giá trị hơn. Thì nó sẽ không dừng lại ở những cái quà tặng như là tiền thưởng hoặc là thưởng nóng nữa, tại vì cái đó nó chỉ vui nhất thời thôi, nó sẽ không đem đến nhiều cái cảm xúc, nó đem đến nhiều giá trị cho các bạn. Và thay ngoài bên cạnh những cái khoản thưởng như vậy thì công ty sẽ cố gắng có những hoạt động, thứ nhất như là vinh danh hàng tháng hàng quý để ghi nhận cái thành tích của các bạn, những cái đóng góp nỗ lực của các bạn trong thời gian một tháng hàng quý, hoặc là tôn vinh những cái nhân viên xuất sắc. Rồi thứ hai đó là những thưởng hiện vật hiện kim như nãy mình đã nói. Thứ ba là mình sẽ tập trung vào cái mảng là giáo dục, mảng training, đào tạo. Thì cái này sẽ xuất phát từ những cái nhu cầu riêng của từng team. Ví dụ team event như Kim từng đã nói thì các bạn event hay làm event trong nhà, hay đi event trong nhà, nhưng các bạn chưa không có nhiều điều kiện để đi xem ở bên ngoài người ta làm cái gì, những sự kiện khác người ta đã tổ chức như thế nào, những sự kiện quy mô hơn họ đã làm như thế nào, họ làm tốt như thế nào, không tốt chỗ nào. Thì mình bản thân công ty sẽ tạo điều kiện những sự kiện miễn phí, hoặc những sự kiện bán vé cái hơi đắt một tí, hoặc là những sự kiện nào ở tầm vóc mà các bạn
đến lúc các bạn đã đạt được cái tầm vóc như vậy thì công ty sẽ tạo điều kiện cho các bạn đi tham gia những sự kiện đó, để quan sát, để học hỏi, và sau mỗi lần các bạn đi như vậy